học muốn là nhóm của mình cùng tiến tới con đường tự do tài chính tốt đẹp hơn và mọi người sẽ có được những mặt mới. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có quan hệ tình cảm với các nhân vật ảo.
Tên 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 tên. Vâng, xin chào các bạn. Vâng, xin chào các bạn. Xin chào mừng các bạn đã trở lại kênh My Life Channel. Và đây là sản phẩm của mình mua từ Amazon, mọi người có thể nhìn thấy rõ. Đấy, đây là một chữ Amazon mới mua ở Amazon về. Phụ kiện của GoPro mình đã đặt hàng trực tiếp qua mạng. Mọi người hôm nay sẽ khui hàng trực tiếp với mình nhé. Hàng hơi to, màn máy tính hơi chật. Tạm thời sẽ cho cái này về đây. Ta sẽ gắp vào đây cho mọi người để nhìn. Ok. Và đây là cái ta sẽ cắt. Đây là cái chỗ thằng đứa em nó định bóc ngay, nhưng mà mình sẽ để lại để bây giờ khui ra còn mới tinh cho mọi người. Khi mua hàng thì ở trong này nó có một đường mới tinh, ta sẽ có thể bóc ra từ đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một cách mua hàng trực tiếp trên Amazon, trang Amazon nổi tiếng của Nhật Bản. Amazon thì là trang thương mại điện tử nổi tiếng thế giới. Và ở Nhật Bản cũng có cái trung tâm thương mại online này, đó là bán hàng qua mạng Amazon của Nhật Bản. Và cái này là mình mua của Nhật Bản luôn. Chất lượng thì có lẽ ở Nhật Bản thì mọi người khỏi phải nói, nhưng mà hôm nay mình sẽ bóc cái này. Sẽ bóc luôn. Tên 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 tên. Nếu mọi người có thể xem một nguyên. Đây sẽ là cái hàng mình nên mua phụ kiện của GoPro. Đấy, và đây là cái gì? Mọi người xem. Trình. Đấy, trong đây là sản phẩm phụ kiện cho GoPro. Mình sẽ bóc cái bé trước. Đây là miếng dán màn hình cho GoPro.